Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm nay, Công an huyện Chợ Mới tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng, đồng thời cho tại ngoại 2 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật xảy ra tại khóm Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. 5 đối tượng bị tạm giữ gồm Danh Tuấn và vợ Trần Thị Hạnh, Trần Văn Bảo, Hồ Thanh Hậu, Nguyễn Văn Đan Thuần. 2 đối tượng tại ngoại gồm Trần Thị Thanh Thảo và Trần Văn Quý. Theo cơ quan điều tra, vào chiều ngày 4 tháng 8 nhận được tin báo của người về việc có nhóm 5 người đi trên xe ô tô 7 chỗ chặn xe mô tô, bắt một phụ nữ đưa lên xe chở đi. Lực lượng công an đã tiến hành truy xét chỉ sau 30 phút. Lực lượng công an đã phát hiện nhóm đối tượng trên đang khống chế nạn nhân sinh năm 2007 tại khu vực xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do nạn nhân nợ tiền vợ chồng Tuấn và Hạnh trong lúc làm công, chưa trả hết nhưng đã bỏ trốn về địa phương, nên nhóm này đã bàn bạc tổ chức bắt giữ nạn nhân đem về Kiên Giang để tiếp tục làm công trả nợ. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề quy mô lớn với 1 tỷ đồng một ngày vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Công an và Công an Nghệ An triển khai nhiều tổ công tác với hàng chục cán bộ chiến sĩ tiến hành đột kích các điểm và bắt giữ 17 đối tượng. Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Tuấn Dũng, sinh năm 1982, trú tại phường Trung Đô, thành phố Vinh. Dũng đã hình thành và điều hành hệ thống chân rết trong đường dây đánh bạc ở nhiều địa bàn tại thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên. Trong số các đối tượng bị bắt giữ có 16 đối tượng trú tại thành phố Vinh, 1 đối tượng trú tại huyện Hưng Nguyên. Qua khám xét, lực lượng chức năng tạm giữ 120 triệu đồng tiền mặt, 25 điện thoại di động, 3 cáp đề và một số tang vật khác. Đây là đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao, có tổ chức và phương thức hoạt động kín kẽ tinh vi với nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết phạm tội. Số tiền mà các đối tượng sử dụng đánh bạc dao động từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày. Tại các địa bàn du lịch trọng điểm, giao thông thuận tiện, lượng khách vãng lai lớn, các loại hình dịch vụ phát triển, vì thế nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy luôn thường trực. Ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa, để đấu tranh và đi đôi với phòng ngừa tệ nạn này, lực lượng công an tỉnh đã chủ động phân tích, đánh giá tình hình, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt đối với loại tội phạm. Đây là số tang vật ma túy các loại mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Khánh Hòa thu giữ qua điều tra bắt giữ một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào giữa tháng 7 vừa qua. Đối tượng là Đặng Thị Mỹ Huệ, khai nhận chất tinh thể màu trắng là ma túy đá, chất bột nén màu trắng là heroin. Viên nén là ma túy thuốc lắc được Huệ mua ở một địa phương khác về cất để bán cho các đối tượng sử dụng. Khám xét căn hộ của đối tượng thuê ở thành phố Nha Trang và căn hộ nơi cư trú ở huyện Vạn Ninh, cơ quan công an đã thu giữ tổng số hơn 1,3 kg ma túy các loại. Phương thức thủ đoạn của tội phạm về tệ nạn ma túy ở đây thì nó tập trung ở cái vấn đề là về cái phương thức cất giấu, thì ma túy được ngụy trang ở trong các cái vật phẩm hoặc nhiều nhất cũng là mỹ phẩm được vận chuyển từ các cái địa phương ngoài tỉnh đưa vào tỉnh Khánh Hòa để tiêu thụ. Thì thông qua các cái dịch vụ vận chuyển, cá biệt có một số trường hợp cũng sử dụng cả hung khí nóng. Những tháng vừa qua thì lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy tỉnh Khánh Hòa cũng đã phát hiện thu giữ 4 khẩu súng và hơn 10 viên đạn liên quan đến của các đối tượng trong vấn đề là hoạt động phạm tội ma túy. Theo đánh giá của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa thì số lượng tang vật thu giữ qua các vụ án về ma túy ngày càng tăng, tính chất hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi và có cấu kết chặt chẽ, thủ đoạn hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh, bất chấp pháp luật. Bên cạnh đó, ở những địa bàn du lịch, các loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phát triển rất mạnh, thu hút rất đông du khách và kéo theo đó là nguy cơ thường trực về sự phát sinh của tệ nạn cũng như tội phạm ma túy. Những điều này đặt ra rất nhiều thách thức cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong công tác đấu tranh. Cơ cấu của đối tượng là tập trung vào đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên. Thì cái vấn đề này nó ảnh hưởng nhiều, cũng ảnh hưởng nhiều đến cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Bởi trong đó là xác định cái độ tuổi mà đối tượng phạm tội để thực hiện các cái giải pháp phòng ngừa. Trong đó chú trọng nhiều nhất vẫn là giải pháp về công tác tuyên truyền, tập trung vào cái đối tượng này. Ngoài ra, công tác tuyên truyền ở đây còn hướng tới các cái đối tượng là quản lý hoặc là chủ các nhà hàng dịch vụ kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, để các đối tượng này phải tập trung
vào làm rõ cái vai trò trách nhiệm của họ và phối hợp với lực lượng chức năng trong vấn đề là phòng chống và kiểm soát các hoạt động liên quan đến cái vi phạm pháp luật về ma túy tại cái cơ sở của mình. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện bắt giữ 84 vụ với 120 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng cả số vụ và số đối tượng tham gia so với trước. Cùng với đó, việc thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa nên số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý ở tỉnh Khánh Hòa trong 6 tháng đầu năm đã giảm hơn 1.000 đối tượng so với trước. Quản lý chặt số người nghiện cũng là quản lý chặt nguồn cầu, từ đó có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn nguồn cung trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Đây là giải pháp đang được Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền các địa phương tập trung thực hiện nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Vào sáng ngày hôm nay, Công an xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre đã tiến hành làm việc xử lý đối với Đỗ Minh Thành, sinh năm 1986, về hành vi đã ném đá vào các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 60, đoạn qua ấp Tân Long 2, xã Tân Thành Bình. Vào ngày 5 tháng 8, sau khi trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tin về đoạn video clip nhiều ô tô bị ném đá trong đêm trên quốc lộ 60 ở Bến Tre, cơ quan công an đã xác minh làm rõ đối tượng là Đỗ Minh Thành. Tại cơ quan công an, Thành thừa nhận khoảng 1 giờ và 22 giờ ngày 5 tháng 8 sau khi uống rượu và đi bộ ngược chiều trên quốc lộ 60, cho rằng các phương tiện đang lưu thông chiếu đèn vào mặt khiến Thành không nhìn thấy đường nên đã dùng gạch đá ném vào các phương tiện này. Hậu quả là một số xe bị hư hỏng, người đi đường hoảng sợ. Chuyển sang những thông tin khác, mưa lớn sạt lở đất trong 3 ngày vừa qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm cho 7 người thiệt mạng, nhiều tài sản bị thiệt hại. Tại tỉnh Yên Bái, chiều tối mùng 5 tháng 8, tại xã Khao Mang, xã Lao Trải, xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải có mưa to và rất to, dẫn đến lũ ống, sạt lở ta luy dương nghiêm trọng, gây tắc đường quốc lộ 32, làm giao thông tê liệt. Đặc biệt mưa lớn đã làm sạt lở đất, đá lăn vào nhà làm hai cháu nhỏ của một hộ gia đình ở bản Háng Bờ La Ha AB, xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải thiệt mạng. Bên cạnh đó, mưa lũ đã làm 31 ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề. Tại tỉnh Sơn La, một người dân trú tại bản Nà Lách, xã Triềng Lao, huyện Mường La bị lũ cuốn trôi tối ngày 5 tháng 8 đã tìm thấy thi thể. Về tài sản, tại huyện Mường La có 8 nhà sập, 28 nhà phải di rời khẩn cấp do sạt lở, đá lăn vào nhà. Về giao thông, ngoài nhiều tuyến đường liên bản bị ách tắc, thì đoạn tuyến quốc lộ 279D từ huyện Mường La đi tỉnh Lai Châu cũng bị tắc hoàn toàn do nhiều điểm sạt lở. Tại tỉnh Lai Châu, từ ngày 4 đến 6 tháng 8, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, khiến 4 người chết, 3 người bị thương, đều ở huyện Than Uyên. Về tài sản, 50 căn nhà bị ảnh hưởng do sụt lún đường, đất đá sạt lở ta luy dương vào nhà. Về sản xuất, huyện Phong Thổ có 1,75 hectare lúa ruộng bị sạt lở, vùi lấp thiệt hại hoàn toàn. Một ao cá bị ngập, cuốn trôi hoàn toàn. Huyện Nậm Nhùn, 400 mét vuông ruộng bị ngập úng. Do mưa kéo dài liên tiếp trong những ngày vừa qua, một số tuyến đường thuộc địa bàn các tỉnh Hòa Bình và Điện Biên xuất hiện các điểm sạt lở, đá rơi, nước ngập. Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Hòa Bình và Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng đã tổ chức khắc phục, ứng trực, phân luồng, cảnh báo phương tiện và nhân dân di chuyển đảm bảo an toàn. Trước đó, vào sáng ngày 5 tháng 8, tại tuyến đường 446 khu vực ngầm Bãi Nai thuộc địa bàn xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình bị ngập, các phương tiện đi qua không đảm bảo an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hòa Bình đã tổ chức phân luồng không cho phương tiện đi qua. Cùng thời điểm trên, tại km 146 tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Tam Hòa, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu đã xuất hiện điểm sạt lở đất đá từ trên đồi xuống đường. Tại đường liên xã Hang Kia, Bà Cò, huyện Mai Châu, một lượng đất đá lớn trên núi đã lở xuống đường cản trở giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông Hòa Bình cùng công an huyện, công an xã và chính quyền địa phương đã tổ chức khắc phục, ứng trực, phân luồng, cảnh báo phương tiện và người dân qua lại, đảm bảo an toàn. Trong khi đó, tại tỉnh Điện Biên, nhiều tuyến đường bị sạt lở làm giao thông đi lại gặp khó khăn, ách tắc. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện tiến hành khắc phục sự cố. Và trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông đề nghị người dân khi lưu thông qua các khu vực tuyệt đối tuân thủ việc điều tiết giao thông của lực lượng chức năng, không tự ý qua lại những khu vực có nguy cơ sạt lở và nước ngập.
Để chủ động phòng ngừa ứng phó với mọi tình huống thiên tai, đảm bảo tài sản tính mạng của người dân trước và trong mùa mưa lũ, Công an thị xã Sapa tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các lực lượng chủ động phân công cán bộ chiến sĩ, trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố về thiên tai xảy ra. Tối ngày 4, ngày 5 tháng 8 trên địa bàn thị xã Sapa tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn, khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập cục bộ, sạt lở đất đá gây ách tắc, chia cắt tạm thời, gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân tại địa phương. Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, Công an thị xã Sapa phối hợp cùng các lực lượng đã huy động lực lượng máy móc kịp thời khắc phục hậu quả, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường được lưu thông trở lại nhanh nhất. Thực hiện điện khẩn số 323 ngày 4 tháng 8 năm 2023 của Công an tỉnh, thì lãnh đạo Công an thị xã đã quán triệt triển khai đến tất cả cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, nhất là công an các xã phường, yêu cầu công an các xã phường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát những cái điểm nguy cơ về sạt lở, lũ quét, để từ đó phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động người dân đi ra khỏi khu vực nguy cơ cao về sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như tài sản của người dân. Bên cạnh đó thì lãnh đạo công an thị xã đã yêu cầu tăng cường trực và ứng trực để khi có sự cố xảy ra thì có được lực lượng để đảm bảo cứu nạn, cứu hộ. Tại khu đường Điện Biên Phủ, tổ 1, phường Sapa, mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ đã khiến phía ta luy dương bị sạt lở hàng chục khối đất đá xuống đường, gây ách tắc nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Do lượng đất đá lớn kết hợp với hệ thống cống không tiêu thoát nước kịp, khiến cả tuyến đường dài gần 300 mét bị ngập trong nước. Nhiều nhà dân bị nước bùn đất tràn vào nhà, gây hư hỏng nhiều tài sản có giá trị. Trước đó vào đêm ngày 3 tháng 8, khu vực này cũng bị gần 20 khối đất đá sạt xuống đường. Để đảm bảo an toàn cho người dân, ngay trong đêm, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng khác đã kịp thời có mặt phân luồng giao thông, tổ chức dọn dẹp, san gạt đất đá trên mặt đường. Các hộ dân cũng tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, thực hiện vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, khơi thông cống nước. Tôi đã cùng với tất cả anh em thợ, huyện ở đây, quanh đây, những người là trọ ở đây, đã nhiệt tình là giúp đỡ chống bão lũ. Sau khi được nhân dân thông báo thì chúng tôi đã huy động toàn bộ anh em đội trật tự và nhân dân ở trên địa bàn các tổ dân phố số 4, số 2 và số 1 cùng với cả đội trật tự để tổ chức thu gom các cái trạc thải và bùn đất sao mà đảm bảo cho cái việc đi lại của du khách cũng như là các loại phương tiện xe giao thông. Còn tại km số 1 tỉnh lộ 152, đoạn thuộc địa phận phường Cầu Mây, mưa lớn đã gây ra tình trạng sạt trượt, gần 70 khối đất đá xuống đường, làm chia cắt tạm thời giao thông. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Ủy ban nhân dân phường Cầu Mây đã huy động các lực lượng tiến hành san gạt, bốc bùn đất, khắc phục hậu quả để các phương tiện có thể lưu thông bình thường. Bước đầu thì phân luồng giao thông cũng như là đề xuất các đơn vị An Phú cũng như An Phan Nam hỗ trợ máy để xúc ra các đất sạt lở trên tuyến để đảm bảo giao thông. Cũng trong đêm ngày 4 và 5 tháng 8, mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ, tràn đất đá, bùn đất ra đường tại các tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Thạch Sơn, chợ Văn Hóa thuộc khu vực tổ 2, tổ 4 của phường Sapa. Tại những khu vực này, lực lượng chức năng đã thực hiện cắm biển cảnh báo, chốt chặn, không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, Công an thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương cho biết đã phát hiện triệt xóa một tụ điểm ma túy, tạm giữ 4 đối tượng và thu giữ nhiều ma túy cùng với một khẩu súng và đạn. Qua công tác quản lý địa bàn, Công an thành phố Dị An phát hiện nhóm đối tượng do hai anh em Hồ Văn Hảo, sinh năm 1997 và Hồ Vũ Luân, sinh năm 2000, cùng thường trú tỉnh Cà Mau cầm đầu, có dấu hiệu mua bán, tổ chức sử dụng và tàn trữ trái phép chất ma túy tại địa bàn khu phố Diêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, nên đã triển khai lực lượng triệt xóa. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng Hồ Văn Hảo và Hồ Vũ Luân, Công an thành phố Dị An thu giữ nhiều gói nhỏ chứa ma túy đá, một khẩu súng dạng súng rulo và 4 viên đạn. Làm việc tại cơ quan công an, Hảo và Luân khai nhận đã mua ma túy về để bán và tổ chức cho các con nghiện khác sử dụng trái phép ngay tại nơi ở của mình.
Thưa quý vị, theo thống kê của Tổng cục Dân số thì gần 70% người cao tuổi tại Việt Nam có tình trạng sức khỏe yếu và rất yếu. Người cao tuổi dễ đối diện với gánh nặng, bệnh tật kép và thường mắc các bệnh mãn tính. Do đó, rất nhiều người có tâm lý mua các sản phẩm dinh dưỡng, các loại thuốc để chăm sóc sức khỏe. Nhằm trúng tâm lý đó thì hàng loạt sản phẩm được quảng cáo phòng ngừa trị bệnh tuổi già bán tràn lan trên các thị trường gây hoang mang cho người dùng. Được sự giới thiệu của người bạn, ông Nguyễn Đình Đức ở thành phố Hà Nội tìm mua một loại thuốc đông y trên mạng mà không hỏi ý kiến của bác sĩ. Sau một thời gian dài, bệnh tình của ông không thuyên giảm mà còn kéo theo nhiều tác dụng phụ dẫn tới nhiều bệnh khác. Trước tôi là bị hoa mắt chóng mặt, thì là mấy ông bạn ông mách nhà đi uống ít thuốc bắc. Thế là uống xong một thời gian nó mặt như chân tay nó to, lâm là phù dữ nước. Nó thỉnh thoảng nó mệt mỏi, với cả nó chóng mặt. Tôi nhập viện là tình trạng nó bị phù mặt, phù chân. Mà chân tay cứ va đâu tìm lại, suy thương thận với cả giữ nước. Trên thực tế, rất nhiều sản phẩm được quảng cáo giao bán tràn lan trên mạng với minh chứng cụ thể đã đánh trúng tâm lý có bệnh phải vái tứ phương. Trong đó, người cao tuổi dễ bị thuyết phục, nhất là với những người có bệnh nền thì lại càng sốt sắng hơn. Không ít người cao tuổi đã phải nhập viện vì những hệ lụy do lạm dụng các sản phẩm dinh dưỡng, các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hướng dẫn của bác sĩ chỉ vì muốn đốt cháy giai đoạn. Cái thuốc mà không rõ nguồn gốc xuất xứ khi mà dùng cho bệnh nhân ấy, một là sẽ ảnh hưởng đến các cái chức năng gan thận cho bệnh nhân, vì chúng ta không biết rõ được những hàm lượng nó ghi rõ ở trong đấy. Thứ hai, những thuốc đấy, trong những thuốc đấy có thành phần mà nó sẽ có thể không có ích cho cơ thể. Thứ ba nữa là nhiều thuốc ta dùng thì nó không, những cái thực phẩm chức năng, những cái thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ đó thì không có những cái hoạt chất mà đã được khuyến cáo được dùng để điều trị bệnh nhân hiện tại. Bên cạnh đó, những cái thuốc đấy thì không rõ ngày sản xuất, không rõ hạn sử dụng, và cái chế việc chế biến, bảo quản cũng như là tinh chế cái dùng cho bệnh nhân thì nó sẽ lẫn những tạp chất có thể khiến bệnh nhân bị ngộ độc với cơ thể. Còn bên cạnh nữa thì mỗi bệnh nhân trên thực tế lâm sàng, có những bệnh nhân điều trị bệnh đái tháo đường là những người lớn tuổi, chúng tôi thậm chí có phải giảm liều thuốc theo chức năng gan thận của bệnh nhân, thì việc dùng các cái thuốc thực phẩm chức năng mà không rõ xuất xứ thế thì nhiều khi nó có hàm lượng những cái chất mà gây độc với cơ thể. Căn cứ theo quy định tại điều 194 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh, người nào sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thì bị phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. Ngoài ra, tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi mà đối tượng có thể bị xử phạt theo quy định tại khoản 4 của điều 194, và mức phạt có thể lên tới 20 năm chung thân hoặc tử hình. Tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng với nhiều hình thức mới mẻ và tinh vi. Việc tin tưởng mua các loại sản phẩm dinh dưỡng không rõ nguồn gốc có thể làm người bệnh bỏ lỡ thời điểm chữa bệnh tốt nhất, khiến bệnh càng nặng thêm. Bởi vậy, các chuyên gia khuyến cáo việc chăm sóc sức khỏe chủ động là thiết yếu, nhưng người cao tuổi cần lựa chọn kỹ, tránh tiền mất tật mang. Thưa quý vị, lực lượng chức năng huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt ra quân, kiên quyết xử lý vi phạm nhằm lập lại trật tự trong việc khai thác khoáng sản và khai thác cát. Phóng sự này cũng sẽ khép lại Kinh tế Phương Nam ngày hôm nay. Thời gian vừa qua, công an huyện Tánh Linh đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại địa phương. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự do tình hình hoạt động vi phạm về khai thác khoáng sản gây ra. Trong thời gian tới, thì công an huyện lại tiếp tục tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo quyết liệt hơn trên cái lĩnh vực khoáng sản. Đối với công an huyện thì sẽ tập trung là triển khai lực lượng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các cái hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Mặt khác là tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cái hoạt động của các cái doanh nghiệp được cấp phép hiện nay và các cái doanh nghiệp mà đã cấp phép nhưng mà chưa hoàn thiện cái thủ tục, để yêu cầu các doanh nghiệp này thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nhằm là đảm bảo cái tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thì được là ổn định. Việc bắt quả tang phương tiện khai thác khoáng sản trái phép vốn đã gian nan, nhưng việc cẩu tàu đưa tang vật về tạm giữ cũng gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, lực lượng chức năng huyện Tánh Linh kiên quyết xử lý nghiêm nạn khai thác khoáng sản trái phép nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực này. Để đưa phương tiện này về thì những cái đơn vị đó người ta phải bố trí một chiếc xe cầu loại lớn và một chiếc xe vận chuyển loại lớn để đưa được những cái phương tiện này về, tại vì cái trọng tải và cái kích thước nó rất lớn. Phòng tài nguyên phải trực tiếp rồi liên hệ và hợp đồng và tính toán kinh phí để đưa hai cái chiếc này về với số tiền là một chiếc là khoảng 45 triệu đồng. Chiếc một chiếc 48 triệu và một chiếc 45 triệu. Thì đó là kinh phí thuê riêng. Ngoài ra thì chúng tôi còn phải có cái xử lý các cái tình huống có phát sinh trong quá trình vận chuyển. Và cái việc này thì nó cũng mất nhiều công sức, thời gian. Tuy nhiên là với chỉ đạo của anh huyện thì chúng tôi rất quyết liệt phải làm cho bằng được những cái việc này. Quyết định đưa về để xử lý tịch thu, trừ phạt đối tượng và sẽ xử lý tịch thu theo quy định của pháp luật. Không chỉ ở hồ Biển Lạc, các trinh sát còn mật phục theo dõi các địa điểm khai thác cát trái phép giữa rừng cùng các xe múc. Đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý hàng chục vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn. Còn các tàu đã bị niêm phong đang neo đậu dưới hồ Biển Lạc sẽ có biện pháp đưa lên khỏi hồ để ngăn chặn dứt điểm. Chúng tôi ban hành rất là nhiều cái giải pháp để mà xử lý cái vấn nạn khai thác cát. Thì những cái nhóm chính là như sau. Thứ nhất là cái đối với những cái nhóm mà tàu đã được xác định chủ cho cam kết thì chúng tôi tiến hành đó là khoanh lại, yêu cầu thời gian tự mang đi, và sau thời gian đó thì chúng tôi sẽ tính toán là mang đi. Cái nhóm thứ hai là đối với những cái tàu phát hiện mới xuất hiện thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định. Ngoài cái biện pháp mà trinh sát, ngoài biện pháp tin báo của người dân thì chúng tôi cũng đầu tư cái hệ thống camera giám sát tầm cao. Qua đó thì chúng tôi sẽ phát hiện sớm và sẽ bằng mọi biện pháp để xử lý nhanh, kịp thời và dứt khoát. Trong các biện pháp xử lý thì chúng tôi nghiêng về biện pháp nếu đủ điều kiện sẽ xử lý hình sự đối với một số trường hợp ngoan cố, cố tình để làm răn đe cho cái trường hợp khai thác khoáng sản tại địa phương. Liên quan đến công tác đấu tranh khai thác cát trái phép, ngày 15 tháng 8 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Hồ Ngọc Thạch, 64 tuổi, ngụ Hàm Thuận Nam, 9 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, cát xây dựng. Bị can Thạch đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tái phạm. Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của Thạch là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý nhà nước về nghiên cứu, thăm dò và khai thác tài nguyên, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội. Do đó, cần phải xét xử nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.